cháu đáp ứng mình. Đúng rồi, rồi đó. Thì đó. Thì đó, thì đó vậy. Thế chị vậy đó mới mà bây giờ mới đứa con nó bảo thôi, bố bây giờ với bố với mẹ ở đến tháng 8 được không? Trời ơi, bố trời. Thôi, bố mẹ nhớ nhà, nhớ đi, nhưng mà nói vậy chứ nhưng mà mình visa mình chỉ có ở được 3 tháng thôi mà đâu có ở được. À, phải về đó chơi cho bố mẹ về đó thanh toán coi ra sao, phải về nhà coi nhà cửa nữa chứ. Chú nữa bọn nàn quạt trước nó mà vô nhà nó mệt đấy, phải không? Mà sao uổng quá không nọ, hồi mà tháng 11 nó hiền mới lại tâm vô vô Paris mà mình đi vắng. À, thông nó có nói trước rồi, hồi tháng 10 nó có nói bảo là tháng 11 mấy anh em bạn có hẹn nhau, mà mình bảo uổng quá, mình không có nhà. Và bảo là vô rồi muốn mấy người muốn kéo nhau đi đánh côn mà trời mưa quá.